Chào các bạn, tôi là Nghĩa từ Logistics. Ngày hôm nay thì có một startup ở trên chương trình Shark Tank Việt Nam có lên gọi vốn mang tên là Rivo. Startup này thì làm một cái dạng là một sàn thương mại điện tử. Theo đó thì hướng đến việc là thay đổi thói quen cũng như là hướng đến người Việt đọc sách nhiều hơn thông qua việc đó là tiết kiệm thời gian đọc sách. Bởi vì startup mình nhận ra việc đọc sách nó cần cái tính kiên trì và mất khá nhiều thời gian. Đây là điều khó đến với giới trẻ. Tuy nhiên, bởi vì cái tính chất này nên là startup đã giúp người đọc có rất nhiều hình thức để đọc sách, ví dụ như là đọc ebook này, đọc tóm tắt này, mua sách giấy này, thậm chí là nghe lại những audio liên quan đến tóm tắt, liên quan đến review của bạn đọc cũng như là những người KOL khác nhau. Như vậy thì đôi khi không phải là đọc toàn vẹn cái cuốn sách, nhưng chúng ta vẫn hiểu tinh thần cái cuốn sách để truyền đạt với người đọc là gì thông qua việc tóm tắt của những người khác nhau. Và chính bởi vì lý do này nên Sắc Hưng cũng đã nhìn ra việc là bản quyền tác giả sẽ thế nào khi tóm tắt hay là cải biên hay là biên soạn lại những cái cuốn sách của nguyên mẫu ấy, thì nó được gọi là tác phẩm phái sinh. Và tác phẩm phái sinh thì cần phải xin phép và đồng ý cũng như là việc là trả tiền tác quyền cho tác giả. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu tác phẩm phái sinh là gì. Tác phẩm phái sinh được quy định trong khoản 8 điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009. Theo đó, tác phẩm phái sinh được hiểu những tác phẩm mà được cải biên, được dịch lại, được chuyển thể, được biên soạn, được phóng tác hay là tuyển chọn khác với nguyên mẫu. Vậy tôi sẽ đưa ra ví dụ để các bạn dễ hình dung. Thứ nhất là tác phẩm tuyển chọn, chúng ta rất dễ hình dung. Những tác phẩm này dạng như là chúng ta cho rất nhiều bài văn vào trong một cuốn sách khác nhau, hoặc là nhiều bài báo, nhiều tạp chí vào một cuốn sách, và người ta gọi đó là sự tuyển chọn. Dễ thấy ở trên YouTube có rất nhiều bài nhạc được ghép lại với nhau thành một video dài hơn mà vẫn giữ nguyên mẫu của những bài nhạc đơn lẻ, thì đó người ta gọi là tuyển chọn. Và việc tuyển chọn này tất nhiên vẫn phải xin ý kiến tác giả và trả một phần tác quyền. Thứ hai là tác phẩm chú giải. Tác phẩm chú giải được hiểu rằng là dựa trên cái nguyên mẫu mà đưa ra những lời bình, đưa ra những chú giải, những quan điểm, những giải thích làm rõ hơn nội dung của tác phẩm nguyên mẫu. Chúng ta dễ thấy đây là cách làm của Phê Phim. Tức là Phê Phim là một kênh YouTube lớn và họ sẽ làm theo kiểu đó là khi có một bộ phim nào đó được ra đời, thậm chí là những bộ phim trước đó. Nhưng bởi vì khi xem qua thì những bạn độc giả, các bạn sẽ không hình dung được việc đó là nội dung hay là ý nghĩa sâu thẳm trong cái bộ phim, cái tình tiết đó là gì. Vậy thì Phê Phim sẽ dựa trên nguyên tác và đưa ra lời bình, và từng đoạn nhỏ khác nhau sẽ có những lời bình, lời giải thích khác nhau cho độc giả. Loại kế tiếp, loại thứ ba, tác phẩm chuyển thể. Tác phẩm chuyển thể được hiểu rằng là tác phẩm được sáng tạo trên nội dung tác phẩm gốc nhưng có sự thay đổi về loại hình nghệ thuật. Dễ thấy nhất là việc chuyển thể từ truyện thành phim, thành kịch. Gần đây thì có rất nhiều bộ phim được chuyển thể, ví dụ như là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh hay là Mắt Biếc, đều là những truyện ngắn nổi tiếng nhưng sau đó được rất nhiều độc giả yêu cầu cũng như sự yêu thích, thì những nhà làm phim đã xin ý kiến tác giả, xin sự cho phép để chuyển thể nó lên màn ảnh. Và chuyển thể thì tôi tin rằng ai cũng sẽ hiểu điều này. Kế tiếp là loại tác phẩm phóng tác và cải biên. Tác phẩm phóng tác là tác phẩm phỏng theo một tác phẩm đã có nhưng có sự sáng tạo về nội dung, tư tưởng, làm cho nó mang sắc thái hoàn toàn khác biệt so với lại bản gốc. Và tác phẩm cải biên là sửa đổi, biên soạn lại một phần nội dung, chuyển thể lại, thay đổi hình thức diễn đạt của tác phẩm gốc. Và khi cải biên tác phẩm thì cần phải xin phép ý kiến của chủ sở hữu tác phẩm gốc và phải trả thù lao cho tác giả cũng như là sở hữu tác phẩm gốc. Tác phẩm phóng tác hay cải biên thì để ví dụ, các bạn có thể xem những video của 1977 Vlog. 1977 Vlog thì dựa trên những cái cốt truyện của những cái truyện ngắn trong những cái sách giáo khoa, ví dụ là Vợ Chồng A Phủ này, ví dụ Lão Hạc này, nhưng bằng sự sáng tạo của mình thì lại thay đổi một số tình tiết nó phù hợp hơn với thời đại và thể hiện sự trẻ trung hơn, dẫn đến việc là nhiều người yêu thích những cái tác phẩm này mặc dù vẫn giữ nguyên được những cái tinh thần mà tác phẩm truyền tải. Chúng ta hiểu đơn giản đó là những tác phẩm về phóng tác hay là cải biên. Tất nhiên thì để đi sâu và định nghĩa rõ ràng hơn thì nó sẽ có ranh giới giữa phóng tác và cải biên, nhưng với người xem cơ bản thì các bạn hiểu rằng phóng tác hay cải biên nó là như vậy. Không những thế thì tác phẩm phái sinh còn những loại tác phẩm khác như là tác phẩm dịch hay là tác phẩm biên soạn. Những nội dung chi tiết thì tôi để ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể click vào bài viết để xem thêm và định nghĩa rõ ràng hơn về tác phẩm phái sinh là như thế nào. Logistics là một đơn vị chuyên nghiệp trong việc đăng ký bản quyền tác giả hay là quản lý việc là sở hữu quyền, tranh chấp bản quyền. Nên nếu có nhu cầu về sử dụng dịch vụ, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có thể tư vấn và hỗ trợ. Rất vui khi các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.